Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật mưa lũ đang diễn ra tại Trung Quốc và đến hôm nay các tỉnh miền Trung Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng lũ quét nặng nề không kém Trung Quốc. 1. Áp thấp nhiệt đới đang gây mưa to ở nhiều tỉnh miền Trung. Thưa quý vị, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã tiến gần đến bờ biển Nam Định, Ninh Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh miền Trung mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam, Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ vị tuyến 18,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vịnh Bắc Bộ cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày mai ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 150mm. Ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. 2. Sơ tán hơn 300 hộ dân vì mưa lũ. 315 hộ dân với khoảng 1.400 người dân ở huyện biên giới Mường Lát đã phải di rời đến nơi an toàn do mưa lớn, lũ tràn về. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết hai ngày qua huyện Mường Lát có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Kempaka. Đánh giá lũ lụt phức tạp, nguy cơ mất an toàn ở vùng địa hình đồi dốc, ven sông suối nên chính quyền đã sơ tán 315 hộ dân đến nơi an toàn. Các xã phải sơ tán dân gồm Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi, Mường Chanh và xã Tam Trung. Mưa lụt đã gây một số thiệt hại ở Mường Lát. Chiều ngày 23 tháng 7, lũ đổ xuống suối Sim đoạn qua xã Quang Triều cuốn trôi cầu tạm từ bản Pùng đi vào ba bản Hạm, suối Tút và bản Con Dao, khiến việc đi lại của gần 180 hộ dân gặp khó khăn. Chính quyền đã cử người canh gác không cho người dân và phương tiện qua lại. Cũng trong đêm qua, quốc lộ 15C đoạn qua bản Lốc Hóa, xã Nghi Sơn bị sạt lở ta luy đường, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông cục bộ. Sáng nay, nước lũ trên thượng nguồn sông Mã và các con suối dâng cao tràn vào ruộng lúa và ao cá của người dân xã Mường Chanh tại xã Pù Nhi. Hai xe máy bị cuốn trôi, một đập tràn ở bản Cơm bị nước lũ làm hư hỏng. Huyện Mường Lát và một số huyện vùng cao phía Tây tỉnh Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn. Chính quyền các cấp huy động lực lượng tại chỗ phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có khả năng gây mưa to ở Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày hôm nay đến hết ngày kia với tổng lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi cao hơn 300mm. Trong khi đó, phía bên kia biên giới, tại Trung Quốc cũng đang mưa to ròng rã 7 ngày vừa qua, tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất vỡ đê hàng loạt, ứng nghiệm điểm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon và ngủ không yên. Thưa quý vị, theo một tờ báo uy tín của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê, nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, địa điểm du lịch của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 13 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất rùng mình khi quý vị đón xem. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh, nhưng thực tế 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế, và đó chính là một sự thật đang hiển hiện ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này đang rất đúng đối với cả phía Trung Quốc. Một số dự đoán của nhà tiên tri Vanga và cậu bé đến từ sao Hỏa đã rất chính xác. Đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay, đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc và hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào tháng 8 tới đây, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay không, thì chúng ta phải chờ tới tháng 8 mới biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn, chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua 45 ngày đêm sống trong bóng tối bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một tháng rưỡi vừa qua liên tục u ám, đen sì, không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng, trong hơn 40 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Điểm này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Để bây giờ hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 45 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Và bây giờ đây, ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt như những lời cảnh báo đến đất nước này. Mục đích là để giúp ông Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông, cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải trên biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những mầm tội ác cho thế giới. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 38 phút giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất rất lớn với cường độ từ 3,3 tới 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích, và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây.
nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc. Bầu trời Bắc Kinh liên tục u ám và đầy đen tối. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra. Đứng trước những cái mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng. Tuy nhiên, họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của trời đất. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 45 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần, khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn, mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh hôm kia, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm kia, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này. Ông nhấn mạnh, đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ sự an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Khi mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó, thì ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem hải quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thị uy sức mạnh, uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình, lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch và phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ, cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng cao nên hầu hết các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Hồng và Hồ Bắc, Giang Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều lần lượt ở mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 400 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV và tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 141 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt, và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, để phòng chống lũ quét, sạt lở và an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết trận động đất 5,1 độ Richter hôm kia là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được cho là xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc.
Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, đã có tới 17 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, khiến cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả vì những tội lỗi và những đường lối sai trái do ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn rất hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau. Ở ngoài Biển Đông thì Hải quân Bắc Kinh liên tục chờ tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hành động bắt nạt các nước láng giềng. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay bằng việc đi gây hấn bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 7 và xuyên sang tháng 8 tới đây sẽ còn rất khủng khiếp. Và nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố vẫn tiếp tục tới Trung Quốc trong một vài ngày tới, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Và tất cả các diễn biến liên quan tới tình hình trên, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, do thời lượng có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.